Ngày 16 tháng 5 năm 2016, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố bị can cho tại ngoại đối tượng Lương Văn Thắng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thắng năm nay 30 tuổi ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. Trước đó, do cần tiền trả nợ và chữa bệnh, Thắng nảy sinh ý định lập tài khoản mạng Zalo lấy nickname rồi anh sẽ quên em để lừa đảo. Sau đó, Thắng sưu tầm nhiều hình ảnh của một diễn viên nổi tiếng với trang phục cảnh sát và đăng tải lên mạng cá nhân của mình. Quá trình kết bạn, Thắng làm quen với một nam thanh niên ở huyện Xuyên Mộc và giới thiệu mình là nữ sĩ quan cảnh sát đã công tác tại công an thành phố Vũng Tàu. Sau vài lần nhắn tin trò chuyện, Thắng giả vờ nảy sinh tình cảm và hứa hẹn cưới anh này làm chồng. Khi nạn nhân tin, Thắng đã nhiều lần vay mượn xin tiền ông Nam với lý do là để đi công tác nước ngoài, bồi bổ sức khỏe với tổng số tiền 42 triệu đồng. Biết mình bị lừa, nam thanh niên đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Và khi bị công an gọi hỏi điều tra, Thắng đã giao nộp số tiền đã chiếm đoạt của nạn nhân. Do bị bệnh nên cơ quan công an đang cho bị can này tại ngoại để chữa bệnh.